Cảm nghĩ về khóa thiền 20-30 tháng 8 2002 tại thiền viện Phúc Sơn do Đại Đức Hạnh Tuệ hướng dẫn. Trước tiên con xin tỏ lòng tri ân tới ban tổ chức tại thiền viện vì đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho rất nhiều thiền sinh chúng con đến đây 10 ngày. Cụ thể con và các thiền sinh tri ân sâu sắc đến ngài trụ trì. Chúng con mỗi người đều có sự cố gắng đến đây. Khi đến đây rồi còn được nghe ngài thuyết pháp, tạo động lực mỗi ngày làm chúng con lại vững niềm tin và nghị lực cố gắng hơn. Chúng con sẽ luôn nhớ, dù người phàm tục hay kẻ tu hành vẫn phải đi lên từ những điều rất nhỏ. Chúng con sẽ là những mầm non tự vươn lên tìm ánh sáng, từng chút một, như lời dạy của ngài. Ngoài ra chúng con sẽ không quên sự sắp xếp của sư khoa cho từng thời khóa trong ngày suốt khóa tu. Buổi sáng sớm là kinh Phúc Cú, thời tối là rải tâm từ, điều điều hàng ngày. Và cuối cùng không kém phần quan trọng là sự hướng dẫn trực tiếp của sư Hạnh Tuệ qua các bài thuyết pháp riêng. Và các bài thuyết pháp riêng con đã hệ thống lại toàn bộ về tứ niệm xứ, hiểu sâu hơn về quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thông qua sự việc trích từ kinh Phật đến các thí dụ thực tế rất dễ hiểu, cùng với sự tận tụy của việc trình pháp thường xuyên, cùng với việc lo cho các thiền sinh chúng con từng bữa ăn, đến sự hướng dẫn chúng con thọ và quan trai giới hàng ngày, chúng con xin tri ân sâu sắc đến sư Hạnh Tuệ. Việc hành thiền và nghe pháp thật sự rất có lợi lạc với con. Tuy con chưa đạt đến sự an lạc trong lúc thiền, nhưng con đã thấy tâm thay đổi rất nhiều bằng việc nhìn cuộc sống xung quanh và thay đổi cả cách hành xử bằng việc quán tâm và quán pháp. Khi nào có dịp con sẽ chia sẻ ví dụ của con khi con áp dụng lời sư dạy vào các việc xử lý các việc xảy ra xung quanh. Và kèm theo đó là lời cảm ơn sâu sắc đến ban hộ thiền, nhà bếp, các bạn ai ai cũng dễ mến, dễ thương. Nhờ có các bạn mà chúng con có được sự thoải mái tuyệt đối trong các thời thiền, cùng với sự cố gắng, cùng với sự có mặt sắp xếp của sư cô Huệ Từ từ những ngày đầu. Chúng con khi quay về cuộc sống bình thường của mình sẽ cố gắng sắp xếp thực hành theo sự hướng dẫn của sư. Xin tri ân đến tất cả. Cho con được đảnh lễ hòa thượng trụ trì giảng sư Hạnh Tuệ, sư khoa cùng các tăng ni ở đây. Con xin chào các bạn đồng tu. Thật may mắn trong kiếp làm người này con gặp được Phật pháp và duyên lành thay khi con tham dự khóa tu thiền tại thiền viện Phúc Sơn. Trải nghiệm của con trong mấy ngày qua có quá nhiều cung bậc và cảm xúc con không thể tả nên lời. Tâm trạng của con lúc này giống như người bệnh nan y gặp được linh dược trong thang thuốc quý. Gây một cái thí dụ rất là hay, đúng là người bệnh nan y mà gặp được linh dược để trị bệnh nan y này, ung thư này. Với căn bệnh sân si phiền não đã theo mọi con mọi lúc mọi nơi như hình với bóng, con đã thử điều trị nhiều phương pháp rồi nhưng không có kết quả. Hay nữa, thấy không? Đây là nhân chứng sống mà. Nhân chứng sống tức là cái người ta hành thiền, ta thấy được trước đây tôi trị nhiều pháp rồi, nhiều phương pháp rồi nhưng nó mất. Nhưng mình nhờ cái thiền tứ niệm xứ này mà nó hết. Và cái cảm nhận này chúng tôi đã cảm nhận rồi, đã cảm nhận rồi. Trước đây quý vị thấy tôi gặp ai mà trước khi tôi tu thiền á, tôi gặp ai mà người ta không chào tôi bực bội dữ lắm. Nhiều khi tôi hỏi ông mấy hạ rồi, ông ba hạ tôi tới 13 hạ rồi, sao ông gặp tôi ông không chào? Nó vậy đó, khó chịu vậy đó. Bây giờ mình gặp người ta đó thì mình không cần thắc mắc cái gì đó. Người ta chào mình thì người ta có phước, mình chào người ta thì mình có phước, rồi thôi mình chào người ta đi, đúng không? Chứ cần gì người ta, mình phải đỡ người ta chào. Tại sao mình đỡ người ta chào? Tại mình không có chánh niệm, tại mình còn tham. Mà chánh niệm thì mới hết tham. Mà tham thì là đòi người ta chào mình, thì tham cái thân này, cái tôi này, cái ta này. Mình nghĩ là người ta không tôn trọng mình tham cái sự tôn trọng.
Mình tham cái sự kính trọng của người khác. Bây giờ mình không có tham nữa, mình tu thiền rồi mình không có tham. Người ta chào mình thì người ta có phước, mình chào người ta mình có phước, vậy thôi. Đó. Thật hạnh phúc và sung sướng hôm nay tham dự khóa thiền, con đã tìm được linh dược trong thang thuốc quý, đó là tứ niệm xứ, và linh dược quý đó là chánh niệm. Phật pháp thật nhiệm màu, tứ niệm xứ đã thay đổi cuộc đời con. Hay đó. Sống trong những ngày qua thật là an lạc và hạnh phúc. Ngày mai đây là phải xa thiền viện, quay về với gia đình, với cuộc sống đời thường. Nhưng con rất tự tin, không còn lo sợ căn bệnh nan y nữa, vì đã có phương pháp tốt rồi. Con sẽ dùng sự chánh niệm tỉnh giác mọi lúc mọi nơi để trấn áp phiền não. Con tin tưởng rằng bệnh của con ngày càng thuyên giảm. Chúc mừng nha. Đó. Này là thú tội tức bình minh, trước đây bệnh nặng quá. Bây giờ đến đây gặp thầy gặp thuốc rồi. Hay đó. Đó là cái điều mà chúng tôi rất sung sướng, rất hạnh phúc. Và chúng tôi cần cái đó. Chúng tôi cần cái này chứ không phải cần tiền quý vị. Cần cái này. Quý vị có phước là chùa có phước rồi. Phước báo đầy mình rồi, không có sợ.